Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe crossover 5 chỗ ngồi gầm cao quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Tucson. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Hyundai Tucson nó có những phiên bản máy xăng, phiên bản máy dầu, phiên bản mà chúng tôi đang muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ngày hôm nay. Đó chính là chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản 2.0 máy xăng và phiên bản máy xăng bản đặc biệt quý bạn nhé. Phiên bản đặc biệt này nó khác với phiên bản tiêu chuẩn, nó là phiên bản full option rồi. Ghế điện, cốp điện, cửa sổ nóc to quý bạn nhé. Đầy đủ option hết luôn quý vị các bạn ạ. Chiếc xe này được sản xuất cuối năm 2018 và đăng ký tên tư nhân cuối năm 2018. Chiếc xe này đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là mới quý vị các bạn ạ. Full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng luôn quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 686 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản máy xăng đặc biệt 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển để xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Tucson 2018 này quý vị bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Tucson 2018 phiên bản máy xăng đặc biệt này ạ. Mời quý vị và các bạn.
Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Tucson 2018 phiên bản máy xăng đặc biệt các bạn nhé, 2.0 máy xăng bản đặc biệt. Chiếc xe này mới lăn bánh hơn 5 vạn km thôi. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 686 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản đặc biệt 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.